buồng trứng đa nang nên kiêng gì? Có rất nhiều các chị em đang gặp tình trạng buồng trứng đa nang có đặt câu hỏi này. Và đây là 6 điều cần lưu ý trong chế độ ăn uống của người bị buồng trứng đa nang. Thứ nhất là các bạn hạn chế hay là giảm tinh bột như là bánh mì hoặc là ngũ cốc. Những cái này thì nó sẽ làm nó kháng insulin. Cái thứ hai nữa là đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ hay là các đồ ăn chế biến sẵn sẽ làm tăng cái estrogen và sẽ gây rối loạn rung trứng nặng nề hơn. Thứ ba đó là đồ uống có ga, ví dụ như là Pepsi hay là Coca. Những đồ uống này thì thường chứa rất là nhiều đường, thế nên là không tốt cho những bạn đang gặp tình trạng buồng trứng đa nang. Thứ tư đó là cà phê. Cà phê thì là một dạng kích thích, thường thì sẽ kích thích, gọi là làm cho cái cảm giác của mình sẽ lo lắng hơn cho những bạn đang trong quá trình mong muốn có con. Thứ năm là những sản phẩm làm từ sữa. Những các bạn mà uống những sản phẩm làm từ sữa nhiều thì nó sẽ kháng insulin, làm cho cái tình trạng buồng trứng đa nang sẽ nặng nề hơn. Và cuối cùng đó là những sản phẩm làm từ đậu nành. Hầu như những sản phẩm làm từ đậu nành chứa rất nhiều estrogen. Và bản thân các bạn đang gặp tình trạng buồng trứng đa nang, bản thân các bạn đã có estrogen trong người rất là nhiều rồi, nên nếu như bây giờ lại tăng những cái estrogen từ những sản phẩm từ đậu nành lên thì nó sẽ làm cho tình trạng buồng trứng đa nang nặng nề hơn. Vì vậy các bạn cần lưu ý 6 điều trên trong chế độ dinh dưỡng của người buồng trứng đa nang, tránh tình trạng nặng hơn. Ngoài ra, các bạn mong muốn cải thiện tình trạng buồng trứng đa nang, các bạn có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm viên uống để hỗ trợ mang thai tự nhiên cho các bạn gặp tình trạng buồng trứng đa nang, thì hãy tìm hiểu ngay sản phẩm viên uống